Ánh nắng chói chang khiến cô bé phải nheo mắt lại, nhưng mẹ kế của cô bé vẫn rừng rưng. Lúc này mẹ ruột của cô bé là Yuri đang đưa tay ra để che cho con, nhưng nắng vẫn chiếu vào mặt con gái qua lòng bàn tay. Yuri nhìn tay mình rồi lại thở dài một cái. Cô quên mất, giờ bản thân mình đã là hồn ma rồi. Cô nhìn theo con gái đang lên xe buýt đến trường. Yuri vui vẻ vẫy chào tạm biệt con. Đây chính là việc hạnh phúc nhất đối với một người mẹ, dù cô ấy biết rõ con gái mình không thể nhìn thấy mình. Đến tối khi người bố đi làm về, Yuri âu yếm nhìn chồng và con gái ăn tối. Thấy chồng vì con gái làm đổ cơm ra bàn ăn mà mắng cô bé, Yuri tức giận bỏ ra khỏi nhà. Nếu cô ấy vẫn còn sống và có mặt ở nhà, cô nhất định sẽ không để chồng mắng con gái xối xả chỉ vì lý do như vậy. Lúc này, Yuri nhìn thấy xe buýt đến trạm, cô liền đi xuyên qua cửa rồi nhảy thẳng lên xe. Sau đó, cô đi đến nhà tang lễ và trốn sau bức tường. Một bà thím đang đứng đây giáo huấn một nhóm người. Vốn dĩ Yuri định chuồn khỏi chỗ này trong thầm lặng, nhưng cuối cùng cô lại bị bà thím này túm lấy cổ và kéo lại. Lúc này cô liền phản kháng ngay lập tức. Đột nhiên, một ánh sáng liền xuất hiện. Yuri trở lại lọ đựng cho cốt bên cạnh. Không ngờ bà thím lại lấy ra một cây chuông. Sau đó bà không ngừng lắc liên tục. Yuri nhanh chóng bị triệu hồi trở lại mặt đất. Liên chỉ trích thành tích của bà ấy bằng không, nên bà ấy mới cưỡng ép mọi người phải đầu thai chuyển kiếp. Hiện giờ là thời đại dân chủ 4.0 rồi, kể cả việc đầu thai cũng phải tự nguyện mới phải chứ. Không, hóa ra bà thím này thực sự là sứ giả của địa ngục. Những người đang đứng trước mặt bà ấy đều là linh hồn, không muốn đầu thai, nhưng vì công việc của mình nên bà mới phải làm như vậy. Vì chính sách đầu thai theo quy định nên bà bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Đôi bên tranh cãi với nhau một hồi, bà thím đành bỏ cuộc. Hôm đó là ngày giỗ của Yuri, đây là ngày mà tất cả mọi người đều mong chờ. Yuri đi đến, ngồi ăn đồ lễ mà bố mẹ mình thắp hương. Ăn uống no nê, Yuri ôm bụng rồi nằm ngay dưới sàn. Sau đó, cô còn đi theo mẹ mình vào nhà vệ sinh. Yuri bất ngờ khi thấy mẹ mình khóc nức nở khi chỉ có một mình ở đây. Đến lúc này cô mới hiểu được tấm lòng người mẹ. Có bậc cha mẹ nào không yêu thương con gái mình cơ chứ? Sau đó, Yuri ra ngoài tiễn gia đình, cô nhanh chóng đến trường mẫu giáo để đón con gái tan học. Đột nhiên, một năng lượng thần bí đã khiến cô mắc kẹt trên cây. Bà thím xuất hiện rồi đọc thần chú với Yuri, nhưng đối với những người xung quanh mà nói, hành động của bà thím này đúng là không bình thường. Mọi người đều tập trung và tò mò về hành động của bà ấy. Lúc này thì bà thím mới nhận ra là có người đang nhìn mình. Yuri cũng nhanh chóng được thả ra. Bà thím liền nhìn người mẹ kế của cô bé, sau đó bà ấy nổi hứng kinh doanh tại chỗ. Bà lấy ra một lá bùa tiếp thị cho người mẹ kế. Nhưng lúc này, bà ấy đang cúi xuống nhìn cô bé Seo-gu thì đột nhiên khuôn mặt của bà liền biến sắc. Cô bé này đang nằm ngủ trong tủ lạnh. Người mẹ nhanh chóng đến cứu con gái của mình, nhưng hai tay của cô ấy không thể chạm được vào cô bé vì hiện giờ cô đã là một hồn ma. Cô nhanh chóng đến bên ngoài gọi người cứu lấy con gái của mình. Đương nhiên chẳng có ai nghe thấy cô cả. Yuri đành xuyên qua tủ lạnh và đi vào bên trong. Cô lại hét thảm thiết tên con gái của mình trong vô vọng. Trong lúc này, cô chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cuối cùng cô bé cũng có chút phản ứng. Sau đó, cô bé dùng bàn chân nhỏ bé của mình mở cửa tủ lạnh. Lúc này cô giáo đang vội vàng tìm Seo-gu, đã phát hiện ra cô bé. Giáo viên của trường học nhanh chóng gọi xe cứu thương đến. Sau đó, cô bé cũng được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Lúc này bố của cô bé là Kang Hwa cũng nhanh chóng có mặt, thấy con gái của mình vẫn ổn. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh bắt đầu quay sang chất vấn giáo viên. Tại sao cô bé lại chui được vào trong đó? Chỉ có Yuri là biết rõ mọi chuyện. Con gái của cô ấy lại nhìn thấy ma rồi. Hóa ra khi nãy, lúc cô bé đang ngồi chơi trong lớp học, đột nhiên có một cậu bé đi đến gọi cô bé. Sau đó cậu bé nhanh chóng chạy đi và biến mất ngay lập tức. Cô bé thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Yuri ngồi bên cạnh khóc lóc, cô thầm trách bản thân mình, sở dĩ con gái của cô ấy nhìn thấy ma đều là vì cô ấy. 5 năm trước, cô ấy tai nạn và qua đời lúc mang thai con gái của mình. Hai tay cô ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ cho đứa bé. Khi đó, con gái của cô cũng may mắn ra đời và rất khỏe mạnh, nhưng cô đã không thể nhìn mặt con gái mình lần cuối, cô đã qua đời ngay sau đó. Vì bản thân của cô rất muốn ở bên cạnh con gái mình nên mới trở thành một hồn ma không chịu đầu thai chuyển kiếp. Ngày nào cô ấy cũng đến chỗ con gái để chơi đùa. Yuri tận mắt chứng kiến con gái ngày một lớn lên. Điều này khiến cho cô bé Seo-gu phải tiếp xúc với linh hồn trong một thời gian dài, vậy nên cô bé mới có khả năng nhìn thấy ma. Seo-gu vẫn là một cô bé nhỏ tuổi, vốn dĩ không thể phân biệt được. Sau đó, Yuri đến chỗ của bà thím pháp sư kia, cô cầu khẩn bà giúp mình đi tìm giải pháp. Cô nhất định sẽ nghe lời bà ấy, đầu thai chuyển kiếp, thậm chí nếu bà ấy bảo cô xuống địa ngục, cô cũng cam lòng vì đây là hậu quả cho hành động của cô. Tuy nhiên, nhân quả đã xảy ra rồi nên bà thím cũng bất lực. Yuri thất thần đi bộ trên phố trong lòng buồn bã, thấy những gia đình khác cười nói vui vẻ cùng nhau, Yuri tủi thân dừng lại khóc lóc. Lúc này cô liền ngồi xuống đất, oán hận ông trời bất công. Tại sao chứ? Tại sao lại không được chứ? Tại sao chỉ có tôi là không được cơ chứ? Chỉ mình tôi thế thôi không được sao? Các người là cái gì? Rốt cuộc các người là gì hả? Yuri không ngừng oán trách ông trời đối xử bất công với mình, thậm chí cô còn bắt đầu mắng chửi thần linh. Nhưng không ngờ những lời nói này của cô được thần linh nghe thấy. Thời tiết khi đó vô cùng buốt giá, sấm chớp đùng đoàng, thời gian như ngừng lại một giây. Sau đó những bông hoa tuyết trên trời bỗng nhiên hóa thành đá lạnh rồi rơi xuống, dường như ông trời đang lắng nghe lời trách mắng của Yuri. Mấy ngày sau khi đến lễ Giáng sinh, lúc này Yuri đang đi bộ trên đường phố, đằng xa là chồng cũ và con gái của cô đang chơi. Cô đi đến và nhìn họ lần cuối. Sau
sau đó cô sẽ đồng ý đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng lúc Kang Hwa đi qua chỗ của Yuri thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Kang Hwa nhìn chằm chằm vào Yuri, khuôn mặt Kang Hwa vô cùng bất ngờ, lúc này bông tuyết cũng rơi trên áo của Yuri rồi thấm xuống dưới. Đây không phải là chuyện rất thần kỳ sao? Sau đó, cô ấy còn bị người đi đường đụng trúng. Dường như sự oán trách ông trưởng của Yuri có tác dụng, đây chính là người đàn ông si tình nhất mà tôi từng thấy, vợ của anh ấy vì gặp tai nạn mà qua đời. Anh liền đem người con mà vợ mình sinh ra đến chỗ bố mẹ vợ, sau đó anh muốn họ nuôi dưỡng con gái mình. Bố mẹ vợ vừa thấy lại đoán ra ngay, ông con rể lại định đi cùng vợ đến thế giới bên kia. Thế là mẹ vợ liền mắng cho anh một trận, ba nói anh sinh con ra thì tự đi mà nuôi. Lúc này con rể không thể kìm được nữa nên bật khóc nức nở. Thế là anh trở thành gái chống nuôi con, đương nhiên anh phải tự học cách chăm sóc con gái mình. Cuộc sống không có người vợ trong nhà đúng là tồi tệ vô cùng, xem ra mọi chuyện cũng dần tốt hơn rồi. Nhưng hôm đó khi cả gia đình anh đi ra ngoài chơi đêm Giáng sinh, anh ấy lại tận mắt nhìn thấy người vợ mất mấy năm trước của mình. Kang Hwa cứ nghĩ chỉ là ai đó giống vợ cũ của mình mà thôi. Anh không biết rằng vì oán trách ông trời, đối xử bất công, vậy nên thần linh mới nổi trận lôi đình và phạt cô ấy. Họ đưa Yuri đã chết hồi sinh về thế giới thực. Bà thím pháp sư này liền nói với Yuri rằng người chết trước khi quyết định đi đầu thai phải nhận phán quyết 49 ngày. Điều này sẽ quyết định kiếp sau của cô ấy làm người hay làm chó. Nhưng Yuri oán trách ông trời bất công với mình, vậy nên cô phải tiếp nhận phán xét ở nhân gian. Nếu trong vòng 49 ngày sau khi chết, cô có thể trở lại làm vợ của chồng cũ thì có thể hồi sinh và trở lại cuộc sống thực. Nhưng nếu cô thất bại thì sao? Kiếp sau cô ấy sẽ không thể đầu thai làm người nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là chồng cô đã tái hôn. Vợ mới của chồng là một cô gái lương thiện. Yuri lúc này không biết nên xử lý như thế nào. Cô không vội vã đi gặp chồng cũ của mình. Thay vào đó, cô đến trường mẫu giáo để gặp con gái. Nhưng không ngờ lúc này, cô nhìn thấy linh hồn cậu bé đang chơi đùa với con gái. Cô nhanh chóng chạy đến chặn lại rồi đi tìm con gái mình. Lúc này linh hồn cậu bé xuất hiện. Sau đó cậu bé chạy qua chỗ của Yuri, Seo-gu cũng xà vào lòng của Yuri. Đây là lần đầu tiên Yuri được ôm con gái mình, cảm giác này đúng là vô cùng chân thật. Đây chính là cảm xúc của tình mẫu tử, điều đó làm Yuri vô cùng xúc động nên bật khóc ngay tại chỗ. Lúc này, giáo viên của trường liền chạy đến, cô ấy cứ nghĩ Yuri là bảo mẫu đến đón Seo-gu về nhà. Thế là cô giáo liền bảo Yuri đưa Seo-gu về. Đây là lần đầu tiên Yuri được dắt tay Seo-gu thế này. Lúc này hai mẹ con đi qua công viên, Yuri nhìn thấy ánh mắt khao khát muốn chơi của con gái mình, thế là liền đưa Seo-gu vào đây chơi một lúc. Nhưng trước đây cô chưa từng đi cùng con gái bao giờ cả, cô cứ đẩy mãi, thế là khiến Seo-gu ngã xuống đất. Thấy cô gái bé nhỏ của mình bị thương, Yuri đau lòng bật khóc. Yuri còn khóc lớn hơn cả con gái của mình nữa. Lúc này, Kang Hwa vừa tan làm thì nhận được điện thoại của cô giáo, nói con gái mình bị mất tích. Kang Hwa chạy khắp nơi tìm kiếm. Lúc Kang Hwa đi ngang qua công viên, vốn dĩ hai người đã mãi mãi không thể gặp nhau được nữa. Nhưng định mệnh đã an bài cuộc gặp gỡ thần kỳ này. Kang Hwa cứ nghĩ mình đã nhìn thấy linh hồn của Yuri. Kang Hwa sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Yuri cũng không biết nên đối diện với Kang Hwa thế nào. Cô vừa đứng dậy là bỏ chạy đi luôn. Lúc này, Kang Hwa mới nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Anh tóm lấy tay của Yuri để xác nhận, gặp lại người đã rời xa dương thế khiến Kang Hwa vô cùng xúc động. Kang Hwa lặng nhìn vợ cũ của mình một lúc lâu. Sau đó anh đưa cả nhà của mình đến một quán cà phê ngồi nói chuyện. Anh muốn biết Yuri tại sao lại đột nhiên hồi sinh. Sau đó Yuri lại chẳng nói gì với anh cả. Yuri lương thiện, không muốn Kang Hwa tổn thương. Thế là Yuri liền biện ra chuyện ở trên thiên đường, cô đã có biểu hiện tốt, vậy nên ông trời thưởng cho cô 49 ngày nghỉ phép. Kang Hwa cũng không dám nói với cô ấy là mình đã tái hôn, vậy nên anh không đưa Yuri về nhà. Anh thuê cho cô một phòng khách sạn. Sau đó anh trở về nhà, nằm ngủ với vợ hiện tại của mình. Trong đầu Kang Hwa hiện giờ tràn ngập hình ảnh của Yuri. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Kang Hwa đến khách sạn tìm Yuri, nhưng Yuri rời khỏi đây rồi. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Yuri. Yuri đi đến trường học gặp con gái của mình. Cô ấy tìm được linh hồn cậu bé ở trường học mà cô gặp hôm nọ. Cậu bé biết được cô nhìn thấy mình nên vui vẻ chạy đến. Yuri liền nói với cậu bé không được tìm con gái mình để chơi đùa nữa, không thì cô bé sẽ ốm. Sau đó Yuri muốn đưa cậu bé này đến một nơi khác để chơi đùa. Đúng lúc giáo viên nhìn thấy cảnh tượng trên, linh hồn cậu bé nhanh chóng bỏ chạy. Yuri nhìn thấy mẫu thông báo tuyển dụng ở trường học, thế là cô liền nảy ra một sáng kiến. Cô ấy sẽ vào trường làm công việc phụ bếp, như vậy thì ngày nào cô ấy cũng được gặp con gái của mình. Giáo viên của trường liền đưa cô ấy đến văn phòng ngồi đợi. Nhưng Yuri đi tìm linh hồn cậu bé kia, thế là cô chạy khắp trường để tìm kiếm. Nhưng lúc này, cô nghe thấy vài người mẹ khác nói xấu về con gái cô. Trong lúc đó, Yuri vô cùng tức giận, thì con gái của cô đi đến và nắm chặt tay cô. Yuri cúi đầu xuống và nhìn thấy con gái của mình, bỗng chốc tâm trạng của cô dịu trở lại. Lúc này Kang Hwa cũng nhanh chóng chạy đến trường của con gái. Anh đứng bên ngoài và nhìn qua cửa kính. Kang Hwa thấy vợ cũ của mình đã ngồi chơi cùng con gái trong phòng. Anh không nỡ phá hỏng bầu không khí hạnh phúc đấy của Yuri, thế là Kang Hwa quay người rời đi. Nhưng ai ngờ, khi anh ấy vừa rời trường không lâu,
anh đã nhận được điện thoại của vợ. Min Jung đến cổng trường của con gái, cô chuẩn bị đón cô bé về nhà. Kang Hwa thấy vậy liền vô cùng hoảng hốt. Nếu hai người vợ của anh cùng chạm mặt nhau, đây đúng là một câu chuyện kinh thiên động địa rồi. Anh phải nhanh chóng quay lại để ngăn chặn việc này. Kang Hwa vội vàng chạy đến trường học, nhưng ai ngờ được, người tình không bằng trời tính. Khi Min Jung bước vào trong trường mẫu giáo, gặp được người vợ cũ của chồng mình, quả này thì tiêu thật rồi. Kang Hwa đang không biết phải xử lý thế nào. Đúng lúc này, giáo viên trường đột nhiên đi đến gọi Juri. Hóa ra Juri đã sử dụng tên giả để xin việc ở đây. Min Jung thấy Juri thì không khỏi suy tư. Lúc này, Kang Hwa cuối cùng cũng cảm thấy bản thân sống trở lại. Sau đó cả nhà cùng nhau đi về nhà. Kang Hwa đột nhiên dừng lại rồi quay sang phía Min Jung. Vốn dĩ anh định nói rõ sự tình cho Min Jung biết, nhưng cuối cùng Kang Hwa lại chẳng nói gì nữa vì anh sợ Min Jung sẽ làm tổn thương Juri. Juri bên này thuận lợi trở thành phụ bếp cho nhà ăn của nhà trường, vậy nên cô có thể gặp con gái mỗi ngày rồi. Cô vui mừng trở về khách sạn. Juri thấy Kang Hwa đang đợi mình ở đó, anh ấy giống như đứa trẻ đã làm gì nên tội. Anh đứng trước mặt cô một cách vô cùng nghiêm nghị, sau đó anh thành thật nói với Juri rằng mình đã tái hôn. Lúc này anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì trước đây khi vợ anh còn sống, anh đã từng thề thốt với cô rằng dù cô ấy có chết, anh cũng tuyệt đối không tái hôn. Nhưng hôm nay mới tính ra chỉ có 4 năm thôi, anh đã tái hôn cùng với người phụ nữ khác rồi. Juri nghe xong cũng không trách móc gì Kang Hwa, cô không muốn làm khó anh vì tình cảm của họ dành cho nhau đều vô cùng sâu đậm. Nhưng hiện thực tàn khốc này lại khiến họ không thể không tàn nhẫn với đối phương. Hôm đó, Juri đến tìm bà thím pháp sư nói chuyện. Bà liền đưa cho Juri một lá bùa, nói là dùng nó để đối phó với linh hồn cậu bé ở trường học. Bà thím cũng nhắc nhở cô là chỉ còn 46 ngày nữa thôi. Juri liền nói rằng chỉ cần giải quyết được chuyện con gái, rồi cô sẽ đi đầu thai chuyển kiếp. Juri trở lại trường học và làm công việc phụ bếp cho nhà ăn. Đến giờ nghỉ trưa, Juri nhanh chóng đi gặp con gái của mình, nhưng không ngờ con gái cô lại tiếp tục chơi với linh hồn của cậu bé kia. Cậu bé này nhìn thấy Juri, nhanh chóng bỏ chạy. Thấy vậy, Juri đuổi theo cậu bé lên trên tầng. Sau đó cô đi đến trước tủ lạnh, dán lá bùa kia vào. Quả nhiên là cậu bé đang trốn ở đây. Vì con gái của mình, Juri đành phải ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng chờ mãi, Juri cũng chẳng nghe thấy tiếng hét nào, linh hồn cậu bé vẫn đang vui vẻ vẫy tay với cô. Không ngờ bà thím không thể giúp được gì cả. Thấy lá bùa không linh nghiệm, Juri liền cầm theo đậu đỏ ném vào người cậu bé. Kết quả là cậu bé lại càng vui vẻ hơn. Bà đầu bếp đang ngủ trưa đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy Juri đang ném đậu tứ tung trong bếp, bà liền quay sang hỏi cô làm gì vậy. Juri vội xin lỗi rối rít rồi đứng lên. Linh hồn cậu bé kia cũng nhân cơ hội chạy trốn ngay lập tức. Hôm đó Juri đến bảng thông báo của trường, phát hiện ra một chuyện, đó là tấm ảnh gia đình linh hồn cậu bé kia. Hóa ra cậu bé là học sinh ở đây. Chả trách sau khi chết, cậu bé vẫn không chịu rời khỏi đây. Thậm chí cậu bé này còn không biết bản thân mình đã qua đời rồi. Đến lúc tan học, bạn học nào cũng được ba mẹ mình đến đón. Cậu bé lại dựa vào tường, tỏ ra buồn bã vô cùng. Mỗi khi chuông cửa reo lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cậu hy vọng là mẹ của mình xuất hiện đến đón. Lúc này Juri liền đứng ở cửa quan sát. Cô thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cậu bé. Đợi đến khi những người bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đưa về hết, lúc này Juri mới đến chỗ cậu bé kia. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra tại sao cậu bé không chịu rời đi. Hóa ra cậu bé luôn ở đây để đợi mẹ của mình đến đón. Cậu bé nhìn thấy Juri liền cười một cách vui vẻ. Sau đó Juri đi tìm bà thím pháp sư để hỏi chuyện. Cô cầu xin bà giúp đỡ. Một lần nữa, bà thím liền nói với Juri rằng những linh hồn không biết mình đã chết, chỉ cần đáp ứng mong muốn, chúng sẽ tự nguyện lên trời. Thế là Juri đi đến gặp viện trưởng của trường học. Sau đó cô chủ động đề nghị họ nên đem tấm ảnh của cậu bé trả lại cho người mẹ. Thế là viện trưởng liền gọi điện thoại đến cho mẹ cậu bé. Lúc này trong trường, lớp học reo lên. Linh hồn cậu bé đã theo thói quen đưa mắt lên nhìn xem đây là ai. Cuối cùng cậu bé cũng thấy mẹ của mình xuất hiện. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh mẹ của mình. Lúc này cô Seo-hu cũng đột nhiên xuất hiện, trong tay cô bé còn cầm một chiếc xe đồ chơi. Mẹ của cậu bé kia liền ngồi xuống rồi cầm lấy đồ chơi mà cô bé đưa. Cô nhìn thấy tên con trai của mình ở đó, bỗng nhiên tâm trạng trở nên rối bời, bật khóc lúc nào không hay. Cô ấy hỏi Seo-hu cậu bé có ở đây không, nhưng lúc này cô bé lại không trả lời. Mẹ cậu bé kia vẫn khóc nức nở. Juri thấy cậu bé cuối cùng cũng gặp được mẹ của mình, thế là cậu bé cũng rời khỏi ngôi trường. Nhưng đến khi Juri trở lại bên trong, cô ấy thấy các giáo viên đang lén lút bàn tán sau lưng. Hóa ra, mẹ cậu bé kia từng bắt nạt con gái của Juri. Juri thất vọng rời khỏi trường mẫu giáo. Nhưng không ngờ, lúc Juri ngẩng đầu lên, cô lại gặp được người bạn thân nhất lúc sinh thời của mình. Người bạn thân Hyo-jun liền đưa cô về nhà. Khi chồng của Hyo-jun nhìn thấy Juri đứng đằng sau vợ của mình, anh ấy cứ nghĩ là một hồn ma. Juri ngại ngùng vẫy tay chào chồng của bạn thân. Việc này khiến anh sợ hãi, chạy trốn ngay vào phòng. Hai người bạn thân đã lâu không gặp, liền nhìn nhau một lúc lâu. Hyo-jun không kìm được, ôm lấy vào lòng bọn họ, cùng bật khóc nức nở vì xúc động. Chỉ trải qua mất mát, bạn mới biết người bên cạnh mình quan trọng thế nào. Tối hôm đó, Kang Hwa đến nhà của Hyo-jun nói chuyện. Hyo-jun bảo Juri hãy về nhà thăm mẹ của mình, nhưng Juri không muốn làm tổn thương những người mà mình yêu thương. Cô ấy chỉ còn lại 45 ngày ở dương thế, cô không muốn khiến mẹ mình phải trải qua đau khổ một lần nữa. Bà ấy sẽ phải chịu nỗi đau mất con gái lần hai, nên Juri khẩn cầu mọi người, họ tuyệt đối không được nói với bà ấy về việc cô đã hồi sinh. Kang Hwa đưa Juri trở lại khách sạn. Juri quay sang nhìn Kang Hwa một lúc.
lúc, Yuri biết người đàn ông trước mặt của mình vẫn có tình cảm sâu đậm với cô. Cái hôm mà Kang Hwa phát hiện ra Yuri hồi sinh trở lại, cứ cách 2 tiếng, Kang Hwa lại đến quầy lễ tân gọi điện cho cô. Kang Hwa sợ rằng Yuri sẽ đột nhiên biến mất, anh sợ bản thân sẽ đánh mất người con gái mình yêu thương. Khoảnh khắc đó khiến Yuri mềm lòng. Yuri không biết quyết định trở lại bên cạnh chồng mình có đúng hay không. Trong lúc Yuri đi qua nhà mẹ ruột, cô liền đến trước cửa nhà. Yuri rất nhớ mẹ của mình, nhưng cô không thể gặp bà ấy được. Kang Hwa đứng từ xa nhìn Yuri buồn bã đứng trước cổng. Anh không biết nên giúp đỡ Yuri thế nào. Ngày hôm sau, Min Jung đang giúp con gái chuẩn bị đồ đi học. Cô phát hiện trong cặp của Seo Woo có đậu đỏ, mà lúc này Yuri vẫn đang cầm trong tay đậu đỏ. Cô ấy muốn xua đuổi toàn bộ linh hồn khác ở đây. Hóa ra đậu đỏ có tác dụng mạnh với những linh hồn còn trẻ tuổi. Yuri cũng cảnh cáo những linh hồn này, cấm họ không được đi vào trường của con gái mình. Những linh hồn đương nhiên không chịu nghe theo. Lúc này, Yuri mới lấy bùa chú và đậu đỏ ra trước mặt. Cậu còn lấy cây gậy chuông háng xịn của bà thím pháp sư kia. Những linh hồn nhanh chóng bị dính chặt lên cây. Cuối cùng họ đành phải đồng ý sẽ không đi vào trường mẫu giáo nữa, Yuri mới chịu tha cho những linh hồn này. Nhưng đến khi Yuri quay đầu lại thì thấy hiệu trưởng trường và nhiều người đang đứng nhìn mình, Yuri nhanh chóng ngại ngùng rồi bỏ chạy. Hôm đó, trường học tổ chức một hoạt động với người thân, Kang Hwa vì không muốn hai người vợ của mình đụng mặt nhau, anh liền nói bụng của con gái mình đau nên phải đưa cô bé đến bệnh viện. Min Jung quan tâm Seo Woo nên liền hỏi thăm, đương nhiên trẻ con thì làm gì biết nói dối cơ chứ. Kang Hwa không còn cách nào khác, đành phải đưa con gái và vợ mình đến trường tham gia hoạt động. Lúc này trong khuôn viên trường, Yuri vốn định sẽ trốn ở trong bếp, cô không muốn chạm mặt với Min Jung. Nhưng ai ngờ đầu bếp lại bảo cô ra ngoài phụ việc. Bà bảo cô hãy bê chậu đậu đỏ ra đưa cho bọn trẻ chơi trò chơi. Cô bé Seo Woo cầm đậu đỏ rồi ném đi, nhưng không may đậu đỏ trúng người bạn học. Phụ huynh bạn thấy vậy liền mắng cô bé. Đột nhiên, một bát đậu đỏ lớn liền được đổ lên đầu người mẹ này. Tất cả mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn, kiểu này thì không đủ đậu đỏ để chơi game rồi. Vốn dĩ trò chơi này là như vậy, phụ huynh kia thấy vậy cũng không biết nói gì. Sau đó, Yuri cũng cùng chơi trò chơi ném đậu đỏ cùng học sinh ở đây. Min Jung thấy vậy bắt đầu suy tư. Đến giờ ăn cơm, Yuri vốn dĩ sẽ cho Seo Woo nhiều dâu hơn một chút, nhưng Min Jung lại từ chối. Lúc này, giáo viên của lớp học liền chạy đến, nói với cô, Seo Woo đã bị dị ứng với dâu tây. Yuri nhanh chóng xin lỗi, cô bắt đầu trách thầm bản thân, là mẹ mà không biết con gái bị dị ứng dâu tây. Seo Woo đột nhiên bị bạn học cắn vào tay, cô bé đau đớn, bật khóc thành tiếng. Trong tình hình nguy cấp, Yuri quên mất thân phận hiện tại của mình, cô nhanh chóng chạy đến chỗ con gái vì đau lòng. Min Jung bên cạnh thấy cảnh tượng này thì vô cùng bất ngờ. Buổi tối, Yuri đi đến quán rượu của bạn thân, cô liên tục trách bản thân mình vì lỗi lầm của cô mà Min Jung có thể sinh nghi. Lúc này, Min Jung cũng đang mở ngăn kéo ra, cô lấy tấm ảnh của Yuri chụp Kang Hwa ra. Yuri trong tấm ảnh này giống hệt với người mà Min Jung gặp hôm nay. Min Jung bên này cũng đang hỏi Yuri sao không xin quyền nuôi Seo Woo. Sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng Yuri cũng thú nhận, cô nói với Hyun Jun, thực ra cô là một hồn ma. Lúc vừa tiết lộ việc này cho người bạn thân thì đột nhiên cửa quán liền bật mở. Min Jung bước vào quán rượu, thấy hai người họ. Min Jung vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Yuri, nhưng cô lại không chào hỏi gì Yuri cả. Min Jung liền gọi một bình rượu để uống. Yuri ngồi bên cạnh không dám nói gì cả. Hai người cứ như vậy uống rượu trong yên lặng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ lạ, người bạn thân vẫn đang quan sát vô cùng tỉ mỉ. Hyun Jun lén nói với Yuri rằng xem ra người mẹ kế vẫn không phát hiện ra thân phận của Yuri. Lúc này, Yuri mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ, đúng lúc này Min Jung đột nhiên quay sang nói với Yuri. Quả thực quá giống, giống từ đầu đến cuối. Yuri nghe xong, bỗng đột nhiên toát mồ hôi. Ngay lập tức, Hyun Jun liền quay sang hỏi Min Jung đang nói gì vậy. Lúc này Min Jung mới cầm hai con tôm lên rồi nói, hóa ra cô ấy đã uống say bí tỉ rồi. Hyun Jun liền ngỏ ý bảo Yuri hãy mau chóng về đi. Nhưng ai ngờ Min Jung lại quay sang chỗ Yuri. Min Jung hỏi Yuri yêu Seo Woo đến vậy sao? Vậy cô là mẹ của Seo Woo luôn đi. Nghe xong câu này, Yuri ho khụ khụ vì quá bất ngờ. Ngay sau đó, Min Jung liền nhắm mắt lại rồi gục xuống vì quá say. Ngày hôm sau, Min Jung mới tỉnh dậy, hai mắt của cô liền biến thành gấu trúc. Trên trán của Min Jung còn dán hai miếng băng dính, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất hôm qua xảy ra chuyện gì. Tối qua Min Jung vì uống quá nhiều mà đầu óc quay cuồng. Yuri và Hyun Jung phải đưa cô ấy về nhà mới yên tâm, nhưng không ngờ Min Jung say rượu nhìn thấy khuôn mặt của Yuri, cô đẩy Yuri ngã xuống đất. Hyun Jung liền nhanh chóng đến đỡ, không may là cô ấy cũng chịu chung số phận với Yuri. Ba người phụ nữ nằm dạp xuống đất, ba linh hồn này đang nhìn chằm chằm vào con gái của Yuri. Cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài, ba linh hồn đột nhiên thở ra một làn khí lạnh, sau đó họ đi về phía của Seo Woo. Yuri thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến. Yuri muốn chặn những hồn ma muốn làm hại con gái mình, nhưng không ngờ ba linh hồn này đến để đuổi một linh hồn khác đang ở cạnh cô bé. Sau đó ba linh hồn liền quay người lại. Bọn họ nở một nụ cười với Yuri. Gia đình ba người này là những hồn ma hàng xóm mà sau khi chết Yuri quen được. Bọn họ đưa Yuri đến nhà tang lễ. Ở đây Yuri gặp được rất nhiều linh hồn khác. Tất cả bọn họ đều bị pháp sư dùng bùa
để phong ấn ở lọ đựng tro cốt. Hóa ra ngày hôm qua, tất cả những linh hồn này đều biết được một chuyện. Yuri vì mắng chửi ông trời nên được hồi sinh đến dương thế. Bọn họ lập tức tập hợp lại, đòi quyền lợi hồi sinh. Thế là bà thím vô cùng tức giận nên phong ấn tất cả lại. Yuri thả các hồn ma ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại bị các hồn ma vây quanh. Bọn họ muốn Yuri giúp đỡ mình hoàn thành tâm nguyện. Thời gian còn lại của Yuri chỉ còn 45 ngày, vốn dĩ không có đủ thời gian để giúp đỡ tất cả mọi người. Yuri đang định bỏ đi để tránh mặt những hồn ma, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của hồn ma hàng xóm, vì bản thân từng là hồn ma nên cô ấy rất hiểu hoàn cảnh của họ. Yuri hứa với họ nhất định sẽ giúp mỗi người hoàn thành một tâm nguyện. Sau đó Yuri ra ngoài gặp ngay bà thím pháp sư. Bà thím vô cùng biết ơn Yuri vì bà ấy là sứ giả địa ngục nhưng lại không thể can thiệp vào việc của những linh hồn. Min Jun đang mua đồ ở cửa hàng đồ ăn, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bàn luận của mấy người mẹ gần đó. Min Jun đang giáo giết đi tìm luật sư để tư vấn, cô muốn ly hôn với chồng cang hoa của mình. Tối hôm đó Yuri đến quán rượu của Min Jun. Lúc này Min Jun lại hỏi Yuri tại sao không chính thức gặp mặt con gái và nhận nuôi cô bé đi, nhưng Yuri không muốn phá vỡ hạnh phúc của chồng mình, vậy nên Yuri không muốn con gái biết thân phận của mình. Yuri chỉ cần 45 ngày ở bên cạnh con gái của mình là đủ rồi. Sau thời hạn đó, cô sẽ chấp nhận việc đi đầu thai chuyển kiếp. Lúc này Min Jun mới nói ra thông tin mà mình nghe được. Sau khi biết chuyện Min Jun muốn ly hôn với Kang Hoa, tâm trạng Yuri liền trùng xuống. Yuri đi lang thang trên đường. Lúc Yuri đang đi qua đường, cô đột nhiên nhìn thấy con gái và Min Jun ở đối diện. Cô bé Seo-gu đột nhiên buông tay Min Jun rồi chạy đến chỗ Yuri. Yuri nhanh chóng ôm chầm lấy con gái của mình, nhưng Min Jun lại đòi lại cô bé. Thấy con gái bị cướp khỏi tay ngay trước mặt, Yuri đột nhiên quay người và gọi Min Jun lại. Họ cùng nhau đến cửa hàng đồ ăn nói chuyện. Để có thể đưa con gái mình về nhà, Yuri muốn nhận là bảo mẫu đưa đón cô bé mỗi ngày. Đồng thời Yuri cũng muốn có cơ hội này để xem xung quanh Seo-gu có hồn ma làng vàng không. Nhưng Min Jun không đồng ý ngay mà đưa Seo-gu rời đi. Nếu có thể đoán trước được cái chết của bản thân, vậy liệu thế gian này có bớt đi những giọt nước mắt tiếc nuối hay không? Cậu bé này tận mắt chứng kiến cha mẹ mình xảy ra tai nạn xe. Người mẹ trước khi chết cũng nói một câu cuối cùng với con trai: đi đi con trai, mau đi đi. Người mẹ không nỡ rời xa con trai mình nên sau khi chết, cả gia đình ba người biến thành những hồn ma. Suốt 20 năm qua, ba người họ vẫn còn lại ở dương thế. Hôm đó họ tìm đến Yuri để nhờ giúp đỡ. Cô ấy đồng ý sẽ giúp mỗi người thực hiện một nguyện vọng. Bọn họ nhân lúc con trai đi làm, sau đó bảo Yuri lén đi vào trong nhà của con trai. Nhưng Yuri vào nhà, thấy đây đúng là cái ổ heo chính hiệu. Yuri nhanh chóng thấy hối hận ngay lập tức. Lúc này hồn ma người mẹ liền bật khóc. Yuri mủi lòng, thấy cả nhà vô cùng đáng thương, cô đành đồng ý với gia đình họ. Gia đình họ vô cùng ngưỡng mộ khi Yuri có thể hồi sinh. Cô còn có thể ôm con gái mình vào lòng. Hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của gia đình họ chính là muốn con trai được ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu. Thế là hồn ma người mẹ liền chỉ dạy cho Yuri nấu ăn. Yuri nấu cho con trai của họ một bữa ăn. Bữa ăn thịnh soạn này mang hương vị mẹ làm. Sau một ngày bận rộn, cô ấy cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc cô ấy ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ lúc này chuông cửa lại reo lên. Con trai của gia đình họ tan làm và về nhà rồi. Thấy nhà mình đột nhiên trở nên sạch sẽ lạ thường, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon. Lúc này Yuri đang trốn trong tủ quần áo. Cô thầm mắng chửi ba linh hồn kia một trận. Yuri nhìn qua khe tủ và quan sát mọi việc, thấy cậu con trai đang thay đồ, ngồi ăn cơm ngon lành. Linh hồn người mẹ ở bên cạnh vô cùng háo hức. Lúc cô ấy nghe thấy con trai khen món ăn ngon, tâm trạng người mẹ đột nhiên trùng xuống. Nếu cô ấy còn sống bên cạnh con trai mình, ngày nào con trai cô cũng có thể ăn món ăn cô ấy làm. Sau khi ăn uống no say, cậu con trai liền đổi đồ rồi đi vào nhà tắm. Yuri nhanh chóng đi ra khỏi tủ quần áo, lẻn đi ngay lập tức. Nhưng ai ngờ lúc này nhà tắm đột nhiên có tiếng gọi. Yuri sợ hãi nấp lại trong tủ quần áo vì sợ bị lộ. Đột nhiên anh phát hiện trên sàn có một cái chum buộc tóc, sau đó anh nhặt lên đi đến bên cạnh tủ quần áo. Lúc anh đang định mở tủ quần áo ra xem, Yuri đột nhiên ngã ngay ra bên ngoài. Anh chàng kia liền cầm gậy nhắm thẳng vào mặt của Yuri, nhưng sau khi thấy cô ấy, anh nhanh chóng đỡ cô dậy ngay lập tức. Lúc này Yuri đã bị chảy máu mũi rồi ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại, anh lại hiểu lầm cô là nhân viên dọn vệ sinh. Linh hồn của người thân chàng trai đứng bên cạnh không ngừng xin lỗi, nhưng Yuri hiện giờ đang vô cùng tức giận. Cô ấy cầm áo rồi liền rời khỏi căn nhà. Sau đó cô đến quán rượu của Hee-jun. Lúc này Yuri thấy người chồng Kang Hoa đang đợi mình. Hóa ra Kang Hoa đã biết chuyện, Yuri muốn làm bảo mẫu đưa đón cho Seo-gu. Kang Hoa đi đến khuyên Yuri hãy từ bỏ ý định này, nhưng mục đích của Yuri chỉ muốn đuổi hồn ma xung quanh con gái thôi, nên dù Kang Hoa có phản đối thế nào đi nữa, Yuri vẫn kiên quyết làm đến cùng. Kang Hoa nhớ lại bộ dạng đáng thương của Yuri, ôm con gái khóc lóc. Thế là Kang Hoa đành phải gật đầu đồng ý. Đây là người phụ nữ ngốc nghếch nhất mà tôi từng thấy. Pháp sư thấy Yuri không muốn phá vỡ hạnh phúc của Kang Hoa và Min Jun thì đến gặp cô và nhắc nhở thời gian của cô ấy chỉ còn 45 ngày. Sau khi thời gian hết, cô sẽ thực sự chết hẳn. Không ngờ những lời nói này của bà thím pháp sư lại được Min Jun nghe thấy. Min Jun không nói nên lời trước sự thật này. Cô ấy không dám tin bạn thân của mình đã chết rồi còn hồi sinh được. Lẽ nào sau khi hết thời gian 49 ngày, cô ấy lại chết một lần nữa sao? Min Jun liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Kang Hoa. Trong lúc Min Jun đang muốn nói sự thật cho Kang Hoa, Yuri đi đến và cướp điện thoại của Min Jun. Yuri khẩn thiết mong Min Jun đừng nói chuyện này cho Kang Hoa. Min Jun sao có thể để cô bạn của mình chết một lần nữa? Cô tức giận giáo huấn cho Yuri một trận. Yuri cần phải tìm cách trở lại vị trí cũ trước đây của mình. Nhưng Yuri lại nói rằng ở đây không còn vị trí thuộc về cô nữa.
Julie liền nói với bạn thân rằng con gái đã vì cô mà sinh bệnh, vậy nên hiện giờ cô rất muốn chữa bệnh cho cô bé. Minju nghe xong thì càng tức giận với Julie. Cô không muốn mất đi cô bạn thân của mình một lần nữa, thế là cô không quan tâm lời khuyên của Yuri, tìm đến Kang Hwa ngay lập tức. Lúc này Yuri hét lớn, Kang Hwa yêu Min Jung, Kang Hwa yêu cô ấy không phải sao, chị cũng biết mà, có gì quan trọng hơn nữa sao? Chị ơi, em chỉ mong Kang Hwa không phải khóc vì em nữa là được. Mong anh ấy không khóc nữa, Yuri ngốc nghếch này vẫn yêu thương chồng của mình, vì không muốn chồng cũ phải tổn thương một lần nữa nên cô không muốn lấy lại vị trí trước đây của bản thân, cô không muốn trở lại làm vợ của Kang Hwa. Yuri đau khổ ngồi bệt xuống đất, Hyun Jun thấy bộ dạng đau lòng của Yuri, cô chẳng còn cách nào khác mà thở dài một tiếng. Hyun Jun ôm lấy Yuri, lúc này cô không biết nên an ủi như thế nào. Trong lúc Yuri đang đau khổ, khóc lóc nức nở trong lòng của Hyun Jun, lúc này mẹ của Yuri đạp xe đi ngang qua. Lúc người mẹ thấy con gái của mình, bà như mất trí làm đổ xe đạp xuống đất. Mẹ của Yuri không quan tâm đến việc mình bị thương, bà dần tiếp cận Yuri xem xét. Hyun Jun thấy mẹ của Yuri thì vô cùng bất ngờ. Lúc này Yuri cũng quay đầu lại, mẹ của Yuri cứ ngỡ mình đang thấy linh hồn của con gái. Bà sợ hãi ngã xuống đất, vì chịu cú sốc lớn, bà ấy liền ngất tại chỗ. Sau đó bà được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kang Hwa cũng nhanh chóng có mặt ở đây. Đến khi bà tỉnh dậy, người mẹ lại nghĩ do mình quá nhớ con gái mà thôi, vậy nên khi nãy bà ấy mới nằm mơ. Thấy Yuri lúc này đứng bên cạnh, liền bật khóc nức nở. Người mẹ lại bất ngờ bật dậy khỏi giường bệnh. Bà ấy đưa đôi tay run bần bật của mình ra chạm vào Yuri. Cuối cùng bà cũng xác nhận được việc con gái mình thực sự hồi sinh. Người mẹ nhanh chóng ôm chầm lấy con gái, hai mẹ con xúc động ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Mẹ Yuri vẫn không tin mình có cơ hội gặp lại con gái của mình. Cả đời này bà không ngờ mình lại được ôm cô lần nữa. Sau đó Yuri đi về nhà cùng với mẹ mình. Yuri nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Khoảnh khắc này cô mới nhận ra rằng hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngày hôm sau, cô đến trường học của con gái. Hôm nay cô ấy phụ trách việc đưa con gái về nhà. Tiện thể cô có thể giải quyết mấy hồn ma lởn vởn xung quanh. Sau khi Yuri lấy ra lá bùa mà mình đã chuẩn bị sẵn, Yuri còn trang bị thêm cả đậu đỏ nữa. Yuri đón con gái từ trường học trở về nhà. Trên đường về nhà, Yuri liền mua cho con gái bánh cá ăn vặt trên đường. Lúc này, Seo-gu đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào quầy hàng bên cạnh. Ở đây có một ông chủ đang đội mũ và đứng bên cạnh bà chủ. Đột nhiên anh ta xuất hiện ở đây. Yuri nhanh chóng hỏi Seo-gu có nhìn thấy linh hồn ông chủ kia hay không. Trong lúc nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ Seo-gu, khuôn mặt của Yuri tràn đầy sự lo lắng. Nhất định là vì trong nhà Seo-gu luôn có những linh hồn, vậy nên mới dẫn đến việc Seo-gu có thể nhìn thấy ma. Vốn dĩ Yuri định đưa con gái về nhà, nhưng đột nhiên cô ấy nhận được tin nhắn của Minjung. Hóa ra Minjung bảo Yuri đưa Seo-gu đến lớp học thêm tiếng Anh. Lúc Seo-gu tan học ở lớp học thêm tiếng Anh, Yuri lại đưa cô bé đến lớp học đàn. Tan học cô lại đón. Yuri tuyệt vọng ngồi trên ghế một cách mệt mỏi. Sau đó cô lấy ra lá bùa và kiểm tra. Lúc cô đang than vãn tại sao Seo-gu lại có nhiều lớp học thêm như vậy, thì lúc này Seo-gu đột nhiên tặng cô một hình vẽ quả trứng gà. Đây là lần đầu tiên Seo-gu tặng Yuri một món quà. Yuri cảm động, suýt rơi nước mắt. Đến buổi tối, Seo-gu mới kết thúc một ngày học thêm của mình. Yuri vẫn cầm trên tay quả trứng gà, sau đó cô cùng con gái trở về nhà. Không ngờ lúc này Minjung lại xuất hiện, khuôn mặt Yuri tràn đầy vẻ thất vọng. Vì hôm nay cô ấy không đưa được con gái về tận nhà, vậy nên Yuri không thể giải quyết mấy linh hồn ở nhà Seo-gu được. Lúc Yuri đang có vẻ bực tức vì phải rời đi giữa chừng, Minjung đột nhiên gọi cô ấy lại. Cô ấy muốn mời Yuri đến nhà mình chơi. Yuri đến nhà của con gái mình thì đúng lúc này Kang Hwa cũng tan làm trở về nhà. Thấy hai người vợ của mình đều đang ở trong nhà, Kang Hwa liền cảm thấy vô cùng bối rối. Anh không dám nhìn vào mặt của Yuri. Kang Hwa kiếm cớ bận công việc đi vào phòng sách. Sau đó Kang Hwa đứng không nổi, phải dựa vào góc tường. Kang Hwa cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Nếu Minjung phát hiện ra thân phận của Yuri là người vợ đã mất vài năm trước của anh, vậy nhất định mọi chuyện sẽ vô cùng rối ren. Kang Hwa liền quyết định trước khi Yuri đi về, anh sẽ không ra khỏi phòng. Kang Hwa ngồi trên ghế, nhưng anh không hề biết rằng đằng sau anh đang có một linh hồn đang nhìn chằm chằm. Yuri ở phòng khách đang tìm kiếm xung quanh. Yuri muốn xem ở đây có con ma nào không, nhưng tìm mãi vẫn không phát hiện ra. Minjung thấy vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Yuri đành phải bịa ra là mình đang bắt mấy con ruồi. Kang Hwa thấy anh vẫn đang ngồi trên ghế đọc sách, trông anh như người cao tuổi mất trí đang xé giấy một cách vô hồn. Đột nhiên Kang Hwa nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh lén mở cửa phòng và quan sát. Kang Hwa nghĩ có lẽ Yuri đã rời đi rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra bên ngoài. Sau đó Kang Hwa cầm điện thoại gọi cho ai đó. Đột nhiên anh phát hiện thấy trên bàn đang có hai quả trứng gà. Kang Hwa không nghĩ nhiều, anh bóc ra ăn vì quá đói bụng. Lúc này Minjung và Seo-gu liền đi cùng Yuri xuống cầu thang. Khuôn mặt Yuri tràn đầy sự thất vọng vì hôm nay cô ấy không bắt được linh hồn nào ở đây cả. Minjung và Seo-gu chào tạm biệt rồi họ vào trong nhà. Yuri đột nhiên gọi Minjung vì đây là lần đầu tiên Seo-gu tặng quà cho Yuri nhưng cô ấy lại quên lấy nó. Thế là Yuri lại đi lên tầng để lấy đồ. Lúc Yuri vào trong căn nhà thì anh chàng Kang Hwa cũng vừa cho quả trứng thứ hai vào miệng. Seo-gu vừa nhìn thấy liền bật khóc. Yuri cũng tức giận rồi hét lên một tiếng. Kang Hwa giật mình nên quay lại, chỉ biết câm nín. Kang Hwa nhanh chóng ói ra quả trứng trong miệng mình.
Lúc này Yuri mới kịp định thần lại, hiện giờ Kang Hwa đâu còn là chồng của cô nữa. Anh chàng Kang Hwa bối rối nhìn hai người vợ của mình. Ngày hôm sau, Yuri lại đến nhà của Sao-gu để làm công việc của mình. Yuri lấy được cây chuông từ chỗ của bà thím pháp sư, cô định dùng nó để xua đuổi toàn bộ những linh hồn đang lảng vảng quanh đây. Yuri đi xung quanh để tìm những linh hồn. Cô mở cửa đi vào bên trong phòng ngủ, không phát hiện ra dấu hiệu hồn ma ở đây, nhưng cô lại thấy tấm ảnh cưới của hai vợ chồng Kang Hwa. Cô quay người bỏ đi và có chút thất vọng. Lúc Yuri vừa ra khỏi phòng, đột nhiên cô liền quay người rồi vung cây chuông lên, một linh hồn liền bay ngay trên tường. Yuri vui mừng lắc cây chuông liên tục. Yuri quay đầu lại thì phát hiện ra trên trần còn có thêm một hồn ma nữa. Hóa ra hồn ma này là hồn ma chính nữ. Cô ta cố gắng tìm kiếm một nam nhân có dương khí mạnh, như vậy thì cô ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện và đầu thai. Ma nữ cứ nghĩ có thể ở trong phòng của vợ chồng Kang Hwa, nhưng ai ngờ vía của Min Jung quá mạnh, vậy nên cô ta không thể mượn thân xác của cô ấy được. Thế là Yuri liền kéo tay ma nữ này đi ra ngoài. Sau đó cô giao lại cho bà thím pháp sư kia, còn hồn ma nam thì cô ấy đưa tới nhà của cậu con trai gia đình ba người đã chết. Anh ta bị ba người ấn đầu, hành hạ đủ kiểu. Buổi tối Min Jung liền mở tủ lạnh. Lúc này cô phát hiện trong tủ có rất nhiều dương sỉ, mà tất cả chỗ này đều do Yuri làm cả. Hóa ra sau khi đuổi hết đám hồn ma kia, Yuri luôn ở bên cạnh con gái của mình, vậy nên cô biết rõ Min Jung là người như thế nào. Min Jung vì cô bé Sao-gu mà chấp nhận ở nhà nội trợ, cô ấy cũng từ bỏ việc giao lưu bạn bè bên ngoài. Ngày nào cô cũng ở nhà chăm sóc chồng con từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí là vì chồng ngay cả món dương sỉ mà cô thích cũng không dám ăn. Vậy nên Yuri rất muốn cảm ơn Min Jung. Cuối cùng Hee-jun cũng hiểu rồi tại sao Yuri đồng ý chết sau 49 ngày và cô ấy cũng không muốn tìm lại vị trí của mình trước đây. Lúc này Hee-jun rất hy vọng Min Jung có thể xấu xa hơn một chút. Nếu mà cô ấy như vậy, Yuri không phải áy náy nữa. Lúc Yuri và Hee-jun đang ngồi uống rượu với nhau, đột nhiên Min Jung gọi điện thoại đến cho Yuri. Min Jung muốn hẹn cô ấy đi uống rượu. Ba người phụ nữ cùng nhau đến quán rượu, sau đó họ cùng trò chuyện. Nói chuyện một lúc, Min Jung cảm thấy Yuri là người hiểu rõ mình nhất, cũng là người mà trong mấy năm sau khi kết hôn, cô ấy muốn kết bạn nhất. Bọn họ cùng nhau uống rượu và vui vẻ tán gẫu, càng uống thì cả ba càng say bí tỉ. Min Jung cũng bắt đầu không chống lại nổi cơn say, ngã gục xuống. Ở bên này, Kang Hwa và người bạn thân cũng đang ở bên ngoài tính kế. Anh ấy không biết hai người vợ của mình đang ngồi uống rượu với nhau, liệu giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì. Điện thoại của Kang Hwa đột nhiên reo lên. Lúc anh và bạn mình đến quán rượu thì thấy ba người phụ nữ đang ngồi ở thềm say bí tỉ. Hai người vợ của anh đang tranh giành người bạn thân về mình. Kang Hwa nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Yuri thấy chồng mình chạy đến, cô vui vẻ gọi tên của chồng, nhưng sau đó cô liền nhớ ra giờ Kang Hwa đã là chồng người ta, thế là đành phải quay sang cô bạn thân Hee-jun của mình. Kang Hwa liền đưa Min Jung về nhà. Trước khi đi, anh bảo Hee-jun hãy chăm sóc cho Yuri. Yuri lén nhìn người mình yêu thương đi cùng người phụ nữ khác, nỗi đau này chỉ có mình cô thấu. Hôm sau, Yuri đột nhiên nhìn thấy một chiếc mô tô đang phóng điên cuồng, nó chuẩn bị đâm vào một bà lão vừa xuống xe. Cô nhanh chóng đến cứu người phụ nữ này, nhưng không may hai người lại bị ngã xuống đất. Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Yuri thấy các bác sĩ đều đang tập trung cứu chữa cho người khác, xem ra tình hình của người lái mô tô vô cùng nghiêm trọng. Thế là cô nhanh chóng bảo bác sĩ đi khám cho bà lão kia. Lúc này Yuri đi sang gọi bác sĩ. Yuri nói với họ bà lão sắp không qua khỏi rồi. Yuri cố gắng bảo bác sĩ nhanh chóng cứu bà, nếu không nhanh bà sẽ chết, vì cô nhìn thấy linh hồn của bà đang muốn rời khỏi cơ thể. Yuri đành phải gọi điện thoại cho Kang Hwa. Nghe được tin Yuri gặp tai nạn, anh nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Kang Hwa sợ sẽ mất đi cô một lần nữa, nhưng Kang Hwa có mặt ở phòng cấp cứu, anh lại thấy Yuri vẫn bình an. Yuri bảo hãy mau chóng kiểm tra cho bà lão. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Kang Hwa liền bảo y tá đưa bà đi kiểm tra ngay lập tức, vậy là bà có cơ hội sống tiếp rồi. Lúc này Kang Hwa liền tỏ ra nghi ngờ tại sao Yuri có thể phát hiện ra chuyện bà lão đang gặp nguy kịch, chuyện mà ngay cả bác sĩ cũng rất khó phát hiện. Yuri được hỏi thì liền nói là do linh cảm của mình. Yuri cứu được người thì vui vẻ trở lại trường học của con gái. Lúc này cô thấy một cô bé đang thì thầm với cô giáo điều gì đó. Yuri liền hỏi cô bé, rồi cô bé cũng ghé tai cô nói một bí mật. Cô bé nói mẹ của Seo-gu đang muốn ly hôn với bố cô bé. Yuri nghe xong liền ngây người. Cô nhanh chóng hỏi cô bé sự tình. Sao-gu liền kể lúc bố mẹ cô đang nói chuyện với nhau thì cô bé nghe lén được. Yuri nghe xong thì vô cùng tức giận. Lúc này mẹ cô bé kia đang ngồi xe mô tô, cô ta đang cùng hai phụ huynh khác tán gẫu buôn chuyện. Cô ta nhắn tin nói xấu sau lưng về gia đình của Sao-gu, nhưng không ngờ lúc này tin nhắn lại được chuyển đến nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo. Hee-jun liền nhìn thấy mẩu tin nhắn này, cô vô cùng tức giận, cắm ngay con dao xuống bàn, sau đó giơ điện thoại trước mặt của Yuri. Yuri đọc tin nhắn xong cũng rất phẫn nộ. Lúc này Min-jun đang đằng sát khí đi vào quán. Cô kêu gọi hai người phải đi cùng mình, đi tìm ba phụ huynh kia để tính sổ. Thế là ba phụ huynh lên đồ ra trận, ai cũng đeo kính đen, đi hiên ngang đến mục tiêu. Ba người tỏ ra luồng sát khí xông thẳng đến chỗ ba mẹ kia. Lúc này Hee-jun chẳng nói gì, cô nhảy vào solo với người phụ nữ kia. Yuri cầm vòi xịt nhắm thẳng vào mặt một phụ huynh khác. Min-jun không ngờ lại là người tàn nhẫn nhất, cô cầm lấy cái gậy bóng chày vung tới tấp vào một bà mẹ khác. Đúng là đi đánh lộn phải có khí chất thì mới áp đảo được chứ. Hỗn chiến của những bà mẹ đã khiến nơi đây trở nên náo loạn, xem ra ba vị phụ huynh đã bị an hành kia sau này sẽ không dám nói xấu người khác sau lưng nữa. Sao-gu cầm tấm ảnh gia đình ba người rồi đưa cho bố của mình, sau đó cô bé liền dán hình lên trên. Kang Hwa hiếu kỳ liền hỏi đây là ai. Câu trả lời sau đó của Sao-gu khiến Kang Hwa hết hồn.
vì đó chính là tên người mẹ đã mất của Seo-woo. Kang Hwa không hiểu sao con gái mình lại biết cái tên đó. Kang Hwa không biết rằng sau khi Juri chết đã biến thành hồn ma luôn ở bên cạnh con gái. Việc tiếp xúc với linh hồn một thời gian dài khiến Seo-woo có khả năng nhìn thấy ma và tên của người mẹ đã mất. Do cô bé nghe được các hồn ma khác gọi mẹ mình, Kang Hwa liền đến tìm Juri. Anh lấy tấm ảnh gia đình hiện tại của mình kể chuyện cho cô nghe. Juri nghe xong cũng hiểu tại sao con gái biết tên của mình. Điều này càng chứng minh một điều: lúc cô còn là hồn ma bên cạnh con gái, cô bé vẫn luôn nhìn thấy Juri. Biết được chuyện này, Juri bật khóc trong đau đớn. Kang Hwa bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh muốn kể hết mọi chuyện cho Min Jung và cho con gái và Juri gặp nhau. Juri chỉ còn thời gian một tháng nữa thôi, cô phải đi đầu thai rồi. Juri không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mới của chồng cũ. Sau đó cô buồn bã chạy về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, cô gặp người đàn ông mặc đồ đen. Cô liền giả bộ không nhìn thấy rồi lướt qua anh ta. Người áo đen thấy Juri không để ý đến mình, liền dùng cây trượng hút cô lại. Juri bị dính lên cây gậy của hắn. Nhưng lúc này, đột nhiên Juri lại bay đi ngay lập tức. Hóa ra bà thím pháp sư xuất hiện cứu cô ấy. Bà đã có 10 năm hành nghề, nhưng mới đưa được hai người đi đầu thai. Vậy nên thiên sứ đã gửi người đàn ông này đến để thay bà ấy. Đồng thời phải đưa Juri và con gái cô ấy đi cùng. Anh ta thấy pháp sư xuất hiện thì cũng nói vài câu rồi quay người bỏ đi. Lúc này Juri cùng pháp sư ngồi nói chuyện với nhau. Bà ấy nói với cô rằng hiện giờ người nhìn thấy ma ngày càng ít, vậy nên nếu Juri và con gái cô vẫn có khả năng này, hai người họ sẽ được đưa đi làm pháp sư. Hiện giờ chỉ có một cách duy nhất, chính là Juri phải trở lại vị trí cũ của mình. Nhưng cô ấy vẫn không muốn làm tổn thương Min Jung, vì trong lòng Seo-woo, Min Jung chính là người mẹ mà cô bé yêu thương nhất. Juri không muốn con gái mình tổn thương. Lúc này Kang Hwa đang dẫn con gái mình qua đường, đột nhiên anh nhận được tin nhắn của Min Jung. Lúc anh đang nhắn tin trả lời, Seo-woo liền chạy ngược lại. Người đàn ông áo đen cũng xuất hiện. Lúc anh ta định chạm vào cô bé thì Kang Hwa ngăn lại. Nếu biết linh hồn vợ cũ vẫn luôn ở bên cạnh mình, anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Kang Hwa đã biết được chuyện từ miệng của người áo đen. Anh nhanh chóng đưa con gái về nhà Huy Du. Sau đó anh chạy đến nhà mẹ vợ cũ. Sau khi anh tìm thấy Juri ở đây, Juri thắc mắc sao anh đến đây vào giờ này. Cô hỏi anh có chuyện gì không. Kang Hwa liền run rẩy hỏi sau khi cô qua đời 5 năm trước, có phải cô luôn ở bên cạnh họ không. Juri nghe xong cúi đầu không biết nên trả lời thế nào. Kang Hwa hiểu ý của cô, cuối cùng thì anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không thể tưởng tượng nổi việc sau khi vợ mình chết vài năm, cô ấy đã phải chứng kiến việc anh đi bước tiếp với người phụ nữ mới. Mỗi ngày lúc anh ấy vui vẻ với gia đình, chắc hẳn cô đã rất đau khổ. Điều này không phải quá nhẫn tâm với Juri hay sao? Lúc này Kang Hwa quỳ xuống đất xin lỗi Juri. Juri tiến đến an ủi anh, cô không muốn người đàn ông mình thương phải khóc, nhưng nỗi đau lại khiến tim cô nghẹn lại. Min Jung gọi điện thoại cho Kang Hwa, nhưng anh không nghe máy. Cô đến tìm nhà của Hee Jun. Min Jung muốn hỏi chồng của Hee Jun về tình hình của Kang Hwa, nhưng không ngờ Min Jung lại thấy Seo-woo ở đây. Thế là chồng của Min Jung đành nói dối rằng Kang Hwa tăng ca ở bệnh viện. Sau khi bình tĩnh lại, Juri và Kang Hwa ngồi ở công viên. Juri nói với anh rằng so với nỗi đau nhìn thấy anh tái hôn thì việc nhìn anh sụp đổ khi cô mất khiến cô đau lòng hơn. Cô hy vọng anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Juri muốn Kang Hwa hãy từ bỏ mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô nghĩ rằng Kang Hwa biết được chuyện này là từ người bạn thân của cô ấy, nhưng ai mà ngờ anh là một người đàn ông áo đen tiết lộ chuyện này. Juri lập tức hiểu ra ngay. Cô nhanh chóng bảo Kang Hwa chạy đi bảo vệ con gái. Cô nói với anh nguyên nhân là vì mình nên Seo-woo mới thấy ma. Juri khóc lóc xin lỗi anh, nhưng Kang Hwa lại không trách Juri. Anh liền trở về nhà ôm con gái vào lòng. Kang Hwa sợ người đàn ông kia sẽ đưa con gái mình đi. Ngày hôm sau mới sáng ngày ra, Juri tìm đến chỗ bà thím. Cô cầu khẩn bà giúp mình tìm ra người đàn ông kia. Cô muốn quyết chiến với anh ta một trận. Bà thím thấy vậy nhanh chóng kéo cô vào phòng. Juri vẫn không ngừng cầu xin bà cách giải quyết, vì vốn dĩ Juri chỉ muốn giúp con gái không nhìn thấy ma thì cô sẽ đi đầu thai. Nhưng Juri đuổi đám ma lảng vảng đi hết mà con gái cô vẫn vậy. Hơn nữa giờ còn xuất hiện thêm người đàn ông kia. Bà thím nghe xong bảo Juri đừng lo lắng. Bà bảo cô hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại của mình. Bà ấy nhất định sẽ giúp cô giải quyết chuyện Seo-woo nhìn thấy ma. Hôm đó Juri dẫn con gái ra ngoài chơi. Ông ngoại vui vẻ vui đùa cùng cháu gái. Juri đứng dậy mua nước. Hai ông cháu chơi đùa mệt thì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người ông đột nhiên thấy bà lão kéo xe bị ngã. Thế là ông liền chạy lại giúp bà cụ. Ông dặn cháu gái hãy ngồi nghỉ ngoan ngoãn. Nhưng sau khi giúp bà ấy xong thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Seo-woo liền đuổi theo những người bạn khác. Đến khi quay lại, người đàn ông không thấy cháu gái đâu cả. Juri mua nước xong thì liền quay lại, thấy bố mình đang gọi tên Seo-woo. Cô nhanh chóng chạy lại và hỏi có chuyện gì. Lúc này Seo-woo đang đứng ở một bên và khóc lóc. Tên pháp sư kia cũng có mặt ngay lập tức. Min Jung và Kang Hwa sau khi biết tin cũng nhanh chóng đi tìm. Bọn họ chạy đôn chạy đáo tìm cô bé. Min Jung vô cùng kích động, cô xà vào lòng Kang Hwa rồi khóc lớn. Lúc này Juri cũng có mặt ở đây. Cô quay ra xin lỗi Min Jung vì sự tắc trách của mình. Sao cô có thể làm mất con bé? Kang Hwa không biết nói gì nhưng cũng không trách Juri. Đúng lúc này một hồn ma cậu bé xuất hiện. Cậu vẫy tay muốn chỉ đường cho Juri. Cô nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của cậu bé. Sau đó trèo lên cầu vượt và tìm thấy con gái của mình. Cô kích động ôm Seo-woo vào lòng. Min Jung nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng chạy đến. Seo-woo nhìn thấy mẹ thì liền bật khóc ngay lập tức. Min Jung ôm con gái vào lòng khóc nức nở. Kang Hwa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra sau khi Seo-woo đi mất thì đứng một mình bên đường khóc lóc. Lúc này pháp sư áo đen xuất hiện tiếp cận cô bé. Anh ta
muốn đưa Seo-gu theo mình. May mà những linh hồn bạn tốt của Yuri đã nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó hồn ma người bố đánh lạc hướng pháp sư áo đen. Ông chặn anh ta lại, không cho tiếp cận với Seo-gu. Linh hồn người mẹ và con gái thì dụ Seo-gu ra chỗ khác. Họ dẫn cô bé đến khu vui chơi có cầu trượt để cô bé trốn ở đây mà không bị phát hiện. Thế là hai người liền giả bộ chơi trốn tìm với Seo-gu, dặn cô bé tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Nhưng không ngờ pháp sư áo đen lại chặn đường họ. Anh ta cũng bắt được người bố. Vì ba người không chịu tiết lộ chỗ Seo-gu nên anh ta vô cùng tức giận, cưỡng chế đưa cả nhà họ đi đầu thai ngay lập tức. Đây cũng là lý do tại sao họ không đi thông báo cho Yuri được. Mặc dù cô bé đã được tìm thấy, nhưng Minjung không tha thứ cho Yuri. Kang Hwa đi đến an ủi Yuri, nhưng Yuri lại nói anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra như không có gì. Việc này càng khiến cô buồn bã hơn. Kang Hwa chưa kịp nói gì, Yuri quay người bỏ đi. Anh chỉ biết đứng đó rồi thở dài. Sau đó, Yuri tìm đến ba pháp sư. Yuri cảm thấy mình không nên hồi sinh, mọi người nhìn thấy cô đều sẽ khóc lóc, đau khổ rồi thở dài, chẳng có lấy một người nở nụ cười. Ba thím nói với cô ấy, cuộc đời vốn dĩ là như vậy, so với hôm nay thì ngày mai chắc chắn sẽ đau khổ hơn. Ở bên này, Kang Hwa đang dỗ con gái của mình, thấy Minjung ngồi buồn bã trên ghế, anh ra an ủi cô. Nhưng không ngờ lúc này, Minjung lại rơi nước mắt, cô cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho con gái. Kang Hwa luôn nhận mọi tội lỗi về mình. Việc này khiến Minjung cảm thấy bản thân cô mãi mãi không phải là mẹ của Seo-gu. Minjung tức giận hỏi tại sao Kang Hwa lại luôn như vậy. Kang Hwa chỉ biết cúi đầu và không nói gì. Thấy chồng mình như vậy, Minjung cảm thấy đau lòng hơn. Khi nào anh mới có thể quên vợ cũ? Chỉ khi anh ấy chịu mở lòng, khi cô mới có thể trở thành mẹ của Seo-gu. Minjung đau lòng chỉ biết khóc nức nở. Kang Hwa thấy vậy thì rất buồn bã. Cuối cùng anh đã kể cho Minjung mọi chuyện. Anh nói người mẹ đã chết của Seo-gu sống lại. Minjung nghe xong chỉ biết ngây người. Cô không dám tin những gì mình nghe được. Sau đó cô đóng cửa phòng ngủ một mình. Cô lấy ảnh gia đình cũ của chồng ra. Tại sao một người đã chết lại có thể hồi sinh? Kang Hwa đứng bên cạnh gõ cửa liên tục, nhưng Minjung không phản hồi. Anh đành phải ngồi tựa lưng vào cửa phòng. Anh biết vợ mình cần thời gian để bình tâm. Cứ như vậy, Kang Hwa ở bên ngoài suốt một đêm. Sáng hôm sau, Seo-gu thức dậy đi ra ngoài. Lúc này Minjung cũng xuất hiện trước mặt hai người họ. Sau đó cô lau mặt rồi mặc quần áo cho cô bé, hoàn toàn coi Kang Hwa là người vô hình. Dù đã một đêm, nhưng Minjung vẫn không tin một người chết lại có thể sống lại. Đây không phải là chuyện rất hoang đường sao? Nhưng Minjung phải chấp nhận sự thật này thôi. Lúc này Yuri đang ngồi suy nghĩ mông lung, vì hôm qua cô bé mới nghe bà thím pháp sư kể một chuyện, đó là linh hồn gia đình ba người đã giúp cứu con gái, họ đã bị cưỡng ép đưa đi đầu thai rồi. Điều này khiến Yuri cảm thấy tội lỗi, vì họ là hồn ma 20 năm, chịu khổ lang thang ở dương thế, muốn đợi con trai kết hôn. Vậy mà vì cô, họ không thể thực hiện được ước nguyện. Bà thím khuyên cô đừng nghĩ ngợi nhiều, vì khoảng cách đến thời hạn 49 ngày còn rất ngắn ngủi. Bà hy vọng cô sẽ nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mình, để sau khi chết cô không phải hối hận nữa. Hyo-jun lấy xe sang tìm Yuri. Yuri trước khi chết nhất định phải chơi tới bến một lần, phải lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất trên trần gian. Thế là Hyo-jun liền lái xe đưa Yuri đi chơi. Yuri vui vẻ mở cửa kính la hét. Thấy Yuri hết mình, Hyo-jun cũng cố gắng đưa bạn thân mình tận hưởng những phút giây cuối đời. Nếu vẫn chưa đủ kích thích, cô ấy lại đưa Yuri ngồi cáp treo cao như thế này, ngồi cáp treo rồi đi xuống sông để trải nghiệm cảm giác mới lạ. Đây đúng là cảm giác có 102. Sau đó hai người cùng đi xe đạp trong công viên. Hyo-jun thấy Yuri vui vẻ, nhưng ánh mắt của cô ấy lộ rõ vẻ bi thương. Hyo-jun hy vọng chị em tốt của mình ngày nào cũng có thể vui vẻ như vậy, nhưng khoảng thời gian vui vẻ nhanh chóng qua đi. Hai người ngồi bên sông cười nói vui vẻ. Lúc này, Hyo-jun liền hỏi Yuri, sau khi chết cô biến thành ma, có phải cô vẫn luôn ở bên cạnh mình không? Yuri cũng thú nhận mình thường xuyên đến thăm cô ấy, còn thấy bản thân mặc dù đã qua đời rồi, nhưng Hyo-jun vẫn chúc mừng sinh nhật cô. Hyo-jun liền nói, có lẽ là vì cô ấy không thể quên, vì năm đầu tiên khi Yuri qua đời, Hyo-jun luôn cảm thấy cô dường như chỉ đi đến một nơi xa mà thôi. Nhưng lúc cuối cùng cô vẫn chấp nhận sự thật, thì cô bắt đầu không ăn nổi cơm. Thời gian dần trôi đi, Hyo-jun phát hiện mình bắt đầu quên đi cô bạn thân của mình, vậy nên cô bắt đầu chúc mừng sinh nhật. Cô ấy muốn Yuri mãi ở trong tâm trí của mình, nhưng Yuri nói rằng so với việc những người cô ấy yêu thương đều nhớ đến cô, thì cô mong rằng mọi người hãy quên đi thì hơn. Có như vậy, họ mới không đau lòng và bi thương thêm nữa. Tối hôm đó, Minjung ngồi suy nghĩ, cô vẫn không thể chấp nhận chuyện Yuri hồi sinh. Đột nhiên cô nghĩ ra sẽ đi tìm Hyo-jun làm bằng chứng. Thế là Minjung đến nhà của Hyo-jun, nhưng không ngờ đúng lúc này cô nhìn thấy Yuri và Hyo-jun lái xe trở về. Cô ấy nhìn thấy hai người họ đi vào trong một căn nhà. Sau đó cô đến cửa, trên đó ghi tên Yuri. Lúc này cô cũng tin mọi chuyện không phải hoang đường. Cô thất thần đi bộ về nhà. Cùng lúc này, Kang Hwa với bộ dạng buồn bã cũng tan làm. Hai người nhìn thấy nhau. Kang Hwa đến trước mặt của Minjung. Cô dùng tay đấm vào người của chồng mình, không nói lời nào. Càng ngày Minjung càng cảm thấy uất ức hơn. Cuối cùng cô không cất nên lời, cục vào người của Kang Hwa. Lúc này cả nhà Yuri ăn uống vui vẻ, họ cùng nhau hát hò uống rượu. Yuri đứng dậy đi lấy rượu, cô quay người lại, thấy khung cảnh hạnh phúc của gia đình, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã. Nếu cô không chết thì tốt biết mấy, vậy thì ngày nào cô cũng có thể bên cạnh người thân. Ngày hôm sau, Yuri đến trường đi làm như mọi ngày. Hiệu trưởng nói hôm nay Seo-gu nghỉ học. Yuri nghe xong lấy điện thoại định gọi Kang Hwa, nhưng sau đó cô liền suy nghĩ lại rồi thất vọng tan làm. Chỉ có
mấy ngày nữa thôi nên cô rất muốn gặp con của mình. Cô do dự không biết có nên xin lỗi Min Jung không, nhưng lúc này cô lại thấy mẹ mình đang đợi xe buýt. Hôm nay mẹ cô đi khám bệnh kiểm tra sức khỏe, thế là Yuri đưa mẹ đi đến bệnh viện. Lúc mẹ cô vào phòng khám bệnh, đột nhiên cô nghe được câu chuyện của mấy y tá đi ngang qua. Kang Hwa tái phát bệnh sợ không gian hẹp khi quan sát phẫu thuật, hiện giờ không biết đã chạy đi đâu. Yuri nghe xong liền đi tìm Kang Hwa. Cô đã quen thuộc chỗ mà Kang Hwa đã lui tới mỗi khi sợ hãi. Cô mở cửa ra, thấy Kang Hwa đang ngồi khổ ở cầu thang. Yuri đến chỗ Kang Hwa an ủi, cô nói Kang Hwa hãy bình tĩnh và thở thật sâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kang Hwa ngẩng mặt lên nhìn thấy Yuri, Kang Hwa đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. 5 năm trước, chủ nhiệm yêu cầu anh phải cứu một khách VIP. Những bệnh nhân bình thường thì không quan tâm, nhưng anh lại từ chối yêu cầu của ông. Anh trở lại phòng phẫu thuật, sau đó bảo người khác khóa cửa, ngắt điện thoại. Trước khi làm xong phẫu thuật thì không ai được vào, nhưng không ngờ lúc này Yuri gặp phải tai nạn. Chủ nhiệm bảo người nhanh chóng đi gọi Kang Hwa, nhưng họ bảo có người gọi thế nào anh cũng không chịu mở cửa. Lúc này Yuri đột nhiên nắm lấy tay của chủ nhiệm. Cô bảo ông hãy cứu đứa con của mình, đến khi Kang Hwa phẫu thuật xong và đi ra ngoài, anh mới biết tin vợ của mình. Anh điên cuồng chạy đến phòng cấp cứu, nhưng lúc này anh chỉ thấy thi thể lạnh ngắt của Yuri. Kang Hwa không thể chấp nhận nổi hiện thực này, anh quỳ xuống bên cạnh Yuri rồi khóc lớn. Anh ấy hỏi chủ nhiệm tại sao chỉ cứu đứa bé, sao lại để Yuri chết như vậy. Kể từ đó về sau, Kang Hwa bắt đầu mắc chứng sợ không gian hẹp. Kang Hwa cũng không dám làm phẫu thuật nữa vì anh đã cứu sinh mạng của người khác mà không cứu được vợ mình. Kang Hwa càng trách bản thân thì anh ấy càng thêm đau khổ. Yuri ôm anh an ủi, cô nói anh đừng tự trách bản thân mình. Tối hôm đó, anh và chủ nhiệm đi uống với nhau. Chủ nhiệm liền hỏi anh tại sao đột nhiên đồng ý vào phòng phẫu thuật, mặc dù lần này anh ấy kiên trì ở trong đó những 10 phút. Anh nói cô ấy muốn anh buông tay và anh nghĩ mình cũng đã đến lúc làm như vậy. Lúc này Yuri ngồi trên ghế trầm mặc suy tư. Cô biết rằng nếu Kang Hwa biết cô chỉ sống được vài ngày nữa thì anh sẽ rất tổn thương. Điện thoại của Yuri đột nhiên có tin nhắn, hóa ra người bạn thân gửi ảnh vui vẻ của gia đình. Cô rất hạnh phúc khi thấy gia đình mình vui vẻ như vậy, nhưng ngay sau đó nước mắt của Yuri tuôn rơi vì cô ấy muốn sống. Lúc này ở bên quán rượu của Hyun Jun, người chồng liền kể một câu chuyện cho vợ của mình. Hôm đó, Kang Hwa đột nhiên chạy ra ngoài phòng phẫu thuật, nhưng Yuri nhanh chóng tìm thấy và an ủi. Lúc này, Hyun Jun mới nghi ngờ tại sao Yuri lại biết anh ở đâu. Giờ thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, nhận định là sau khi chết 5 năm trước, Yuri luôn ở bên cạnh Kang Hwa. Hyun Jun nghe xong liền cảm thấy buồn vã. Cô hỏi chồng mình, có biết câu nói nào còn hơn cả câu tôi muốn chết không? Đó chính là tôi muốn sống. Lúc này cô ấy cũng nói ra bí mật với chồng mình. Yuri chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cô ấy sẽ chết lần nữa. Lần này cô ấy sẽ chết thực sự. Không ngờ những lời này đã được Kang Hwa nghe thấy. Anh không dám tin vào những gì mình nghe được. Hyun Jun đành phải kể hết cho anh nghe. Yuri chỉ sống được 49 ngày. Kang Hwa nghe xong vô cùng kích động. Hyun Jun còn nói với anh, nếu trong 49 ngày cô tìm lại vị trí của mình thì cô mới có thể thực sự hồi sinh. Tìm lại vị trí chính là trở lại làm vợ của Kang Hwa, nhưng Yuri vì không muốn làm tổn thương con gái và Min Jung của anh nên cô không làm vậy, cô lựa chọn ra đi. Hyun Jun nói xong thì nước mắt giàn giụa. Kang Hwa thất thần rời khỏi quán rượu. Anh chợt nhớ đến hôm ấy Yuri hồi sinh trở lại. Cô đã từng nói là ông trời thương cho mình ngày nghỉ phép, nhưng lúc đó anh đang đắm chìm trong việc hồi sinh của Yuri nên không để ý gì cả. Giờ thì anh tin lời của Hyun Jun là sự thật. Kang Hwa liền hỏi Yuri tại sao trở về lại định đi chết lần nữa. Cô tự mình quyết định rồi lại rời đi một mình như vậy thì anh phải sống như thế nào. Cuối cùng thì lúc này hai người bộc lộ cảm xúc thật của mình. Giờ Kang Hwa đã biết Yuri sau khi qua đời còn đau khổ hơn cả bản thân anh. Kang Hwa liền hỏi chỉ cần trở về vị trí cũ Yuri thực sự có thể hồi sinh sao. Yuri liền hỏi Kang Hwa liệu có thể từ bỏ vợ hiện tại của mình không. Kang Hwa giờ chỉ quan tâm đến sự sống chết của Yuri. Yuri hẹn gặp Min Jung, cô nói xin lỗi Min Jung, đồng thời cũng cảm ơn cô rất nhiều. Cô biết Min Jung chăm sóc con gái của mình rất chu đáo. Khi thấy Min Jung về nhà, Kang Hwa đứng dậy định nói chuyện ly hôn. Vì không muốn Kang Hwa đau lòng nên Min Jung chủ động mở lời. Kang Hwa nghe xong thì không biết nói gì, chỉ biết khóc. Hôm sau Kang Hwa đưa Yuri và Seo-woo đến khu vui chơi, họ vui vẻ với nhau. Cô rất muốn Seo-woo gọi cô là mẹ một lần. Đến tối, Kang Hwa đưa cô về nhà, nói cô sẽ sớm sống trở lại. Nhưng Yuri liền nói họ dừng ở đây được rồi. Anh không nghĩ Yuri lại không muốn sống tiếp. Yuri nói nếu cô hồi sinh thì cả đời này Seo-woo sẽ luôn nhìn thấy ma. Kang Hwa không muốn tin chuyện này là sự thật. Anh nóng lòng hỏi cô có cách nào thay đổi mọi chuyện. Cô cũng nói với anh là ngay từ đầu cô đã không định gặp anh rồi. Yuri đang thu dọn đồ đạc trong phòng, người mẹ đột nhiên đi vào phòng, có chút khó hiểu khi cô thu dọn. Yuri liền nói đó là do đống đồ này không dùng nữa, hơi chiếm chỗ nên muốn dọn đi. Người mẹ nhìn căn phòng, dường như bà ấy đoán được điều gì đó. Yuri đến chỗ bà tìm pháp sư, được bà đưa cho giấy ước nguyện của mẹ mình. Đây cũng là nguyên nhân cô được hồi sinh trở lại. Yuri nhìn xuống và thấy ước nguyện của mẹ. Bà ấy nói muốn gặp lại con gái của mình. Hóa ra sau khi Yuri qua đời, ngày nào bà ấy cũng đến chùa cầu nguyện. Thành ý của bà đã khiến thần linh cảm động. Cô bắt đầu thầm tự trách bản thân vì khi hồi sinh cô chỉ luôn nghĩ đến con gái của mình. Kang Hwa đến gặp pháp sư cầu xin bà hãy để mình chịu đựng mọi đau khổ. Đương nhiên bà lắc đầu và nói với anh chẳng có cách nào cả. Ở bên này Hyun Jun nói với Min Jung đã quyết định ly hôn với Kang Hwa. Yuri nghe xong thì vô cùng đau lòng.
Cô quyết định đứng dậy đi tìm Minjung. Yuri nói với Minjung, mình chỉ hồi sinh trong 49 ngày thôi, chứ không sống lại thực sự. Minjung sau khi biết tin thì vô cùng bất ngờ. Yuri nói với Minjung rằng, dù Kang Hwa có nói gì với cô ấy chăng nữa, thì tất cả chỉ vì anh cảm thấy có lỗi với cô thôi, nên Minjung không được ly hôn, vì cô là người mẹ mà Seo-woo thích nhất. Lúc này người mẹ đi ra khỏi đền, thấy Kang Hwa đang tuyệt vọng. Người mẹ hỏi, sao anh lại đến đây? Người mẹ nói với anh, sau khi Yuri chết, ngày nào bà cũng mơ đến một giấc mơ, bà thấy con gái mình liên tục chào tạm biệt mình rồi rời đi. Sau này bà nghĩ, hồi sinh có đúng là đến để chào tạm biệt bà không? Chỉ là trước khi rời đi, muốn bà hãy chuẩn bị tinh thần. Vậy nên nếu giấc mơ đó là thật, thì nhất định ngày đó bà sẽ mỉm cười tiễn con gái mình rời đi. Lời nói của người mẹ cuối cùng cũng khiến Kang Hwa phải suy nghĩ. Người mẹ là món canh rong biển mà Yuri yêu thích. Sau đó bà hỏi, có phải khoảng thời gian 5 năm sau khi cô chết, luôn bên cạnh bà không? Cô đau lòng bật khóc. Người mẹ xoa đầu cô, rồi nói xin lỗi vì con gái bà tận mắt chứng kiến bộ dạng đau khổ của bà. Ngày hôm sau, Yuri viết lại những việc muốn làm trước khi đi đầu thai. Việc đầu tiên là muốn hẹn gặp những người bạn của mình, mời họ ăn thịt. Cô lấy ra một tờ giấy ghi gì đó, vậy là bọn họ có thể ăn được rồi. Mấy năm rồi những hồn ma này mới được ăn thịt nướng. Họ hẹn nhau, sau khi đầu thai thành người thì tái ngộ. Việc thứ hai là cô muốn báo đáp gia đình đã giúp cô. Cô đến nhà cậu con trai của gia đình ba người kia, nấu cho anh ta một bữa cơm thịnh soạn. Việc thứ ba là tận hưởng ngày của những bà mẹ. Cô cùng bạn thân dẫn con gái đi uống trà và nói chuyện. Việc thứ tư, tạm biệt người thân của mình. Cô đưa cả gia đình ra ngoài dã ngoại, buổi tối cả nhà cùng ngủ trên một chiếc giường. Việc thứ năm, cô muốn chào tạm biệt người mà mình yêu, tất cả cùng nhau cắm trại rồi chơi đá bóng vô cùng vui vẻ. Trong lúc này, Yuri liền nhận được bức thư mà Minjung viết cho mình. Minjung không có dũng khí để đối mặt với Yuri. Cô cảm ơn Yuri đã trở thành bạn của mình. Cô rất hạnh phúc vì Yuri là mẹ của con cô ấy. Cô cũng nói lời tạm biệt với Yuri và nói cô sẽ chăm sóc tốt cho Seo-woo. Đến tối, Yuri nói lời tạm biệt với Kang Hwa. Hai người họ ôm nhau lần cuối cùng. Sau đó cô tạm biệt con gái của mình. Cô bảo Seo-woo sau này nhất định phải tìm cô ấy. Sau đó Seo-woo cũng nói tạm biệt mẹ. Cuối cùng thì cô cũng nghe được tiếng gọi mẹ của con gái. Nhưng đáng tiếc, lần này lại là lần đầu tiên và cuối cùng. Yuri cũng chào tạm biệt bà thím pháp sư. Cô cảm ơn bà đã chăm sóc mình. Lúc này bà thím lấy ra một cái gương. Bà bảo cô hãy tạm biệt kiếp sống này của mình. Yuri nhận lấy gương và nói lời tạm biệt với bản thân. Sau đó, cô bước đi trên con đường hoa, bỏ lại bà thím pháp sư ở phía xa. Cô đã đi đầu thai, bắt đầu một cuộc sống khác. Con gái cô giờ đã lớn. Dù có chuyện gì đi nữa, những bông hoa vẫn rực rỡ luôn nở rộ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi được những bộ phim hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.